Vâng, hôm nay là ngày vui của hai em. Chúc sức khỏe em trăm năm hạnh phúc và xin chúc quý vị hôn trường một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Để tiếp nối chương trình, chúng xin kể đến một nhạc phẩm của Phan Đình Điều, một ca khúc được mang tên Hạnh Phúc Ngày Và Đêm. Rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa, là trái tim yêu thương. Trái tim thương yêu, anh đang mùa hành quân pháo lên dài chiến dịch, hồi hồi đêm sự kín chờ nghe tiếng pháo dàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, dạo anh em vẫn đợi cho anh sao bay vào. Và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy ngời tình yêu, bao anh lên đôi cao ná vào đầu giặc mi, cùng chàng dưới hầm sâu em vẫn là tiên sĩ, cài kết cuối gục đầu cuộc đời dành tươi trẻ. Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, đêm người trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Anh đang mùa hành quân pháo lan dài chín xịt, hồi hồi đêm xuất kín chờ nghe tiếng pháo dàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao anh em vẫn ngờ cho anh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy ngời tình yêu, pháo anh lên đôi cao ná vào đầu giặc mi, cùng chàng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, cài kết cuối gục đầu dành tới xe. Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm Hạnh Phúc Ngày Và Đêm được thể hiện qua giọng ca của Thành Trung đã hát mừng ngày Phúc Lam cho hai em Bảo Sơn và Tuyết ngày hôm nay. Chiếc ống giọng ca của Thành Trung.